nói giùm tôi một lời đi. Ngày đầu tôi đi làm mà nói giùm tôi một lời đi. Đỡ tôi vậy. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tại tôi nằm lâu quá tôi bị sặc cục nước miếng. Sặc cục nước miếng, sặc cục nước miếng. Dạ không phải, đính chính lại là không phải tại tôi ạ. À, đồng chí Phương về hàng. Đó. Hai đồng chí ơi, thương binh đứng dậy. Ngày đầu đi làm áp lực, áp lực quá. Ngày đầu đi làm mua gây áp lực. Trong hàng công chí quan sát kết quả băng của đồng chí Khánh và đồng chí Phương đóng góp ý kiến. Mời đồng chí Hòa. Và đồng chí là ở đây tôi quan sát gần hơn với cách băng bó của đồng chí Phương. Tôi thấy không thể tiếp tục làm việc trong ngành này được nữa. Sai từ ngay từ những phút giây đầu tiên rồi. Cụ thể là đồng chí sai ở chỗ nào? Gạc đầu tiên khi chúng ta đưa vào vết thương thì cái gạc đó chúng ta phải nhanh tay bởi vì là nó là vô trùng. Đồng chí Phương đã lấy cái gạc định bịt vào miệng của đồng chí Thơ thì như thế. Không, tôi định thôi đồng chí ạ, tôi chưa có làm gì hết ạ. Băng cái miệng lại bây giờ. Rất nhiều vi khuẩn trong thời gian chỉ cần vài giây thôi là có thể bám vào đó thì và ảnh hưởng vào vết thương ở lòng bàn tay ạ. Cái lý do cái băng vô khuẩn ấy là dẫn đến cái nguyên nhân là đồng chí Thơ là bị ho sặc sụa đấy không? Dạ không, không, cái đó bệnh nền không phải tại tôi. Dạ báo cáo là người thực hiện có vấn đề nhưng mà bệnh nhân cũng rất có vấn đề ạ. Nên là không thể nào mà kiểm soát được miệng của bệnh nhân như thế thì rất là khó để người thực hiện có thể làm tốt được ạ. Báo cáo hết. Mời ý kiến đồng chí Độ. Có. Với tình huống sau khi cấp cứu băng bó xong, thương binh có triệu chứng biểu hiện bệnh khác theo đồng chí là phải làm thế nào? Báo cáo đồng chí đại đội trưởng là đúng ra đồng chí Phương nên ngồi lại và hỏi han rõ hơn về tình hình ho của bệnh nhân Cẩm Thơ. Tuy nhiên là đồng chí Phương lại đứng lên và đi luôn. Tôi nghĩ như thế là chưa quan tâm sâu sắc đến bệnh nhân ạ. Cụ thể bằng những câu hỏi han như thế nào? Tôi sẽ ngồi hỏi kiểu như là đồng chí có ho đau không? Đồng chí ho nhiều không? Đồng chí đang ho thể loại ho gì ạ? Đồng chí có muốn mua thuốc không? Đồng chí có cảm thấy ho thế này mệt không? Đồng chí có muốn tôi ngồi hỏi han đồng chí đến hết tối không? Khi mà tôi nhìn vào gói băng này thì tôi thấy đồng chí Khánh làm rất xuất sắc ạ. Những đường nét băng rất là hoàn chỉnh ạ và làm rất là đẹp ạ. Mời chưa biên vào chấm kết quả kỹ thuật. Thôi không xong rồi, không xong. Đối với kiểu băng số 8 này thì các đồng chí lưu ý là dấu nhân giữa vòng hai vòng số 8 là ở chính giữa miệng vết thương. Như này là vết băng này là lệch vết thương là ở mé ngoài của bàn tay rồi, chứ không phải là chính giữa nữa. Rõ. Đối với kiểu băng vòng xoắn này cơ bản là đã đúng, nhưng mà các đường băng lại không đều, có đường băng thì gần nhau quá và đường băng xa nhau quá. Nghiên hết. Mời hai đồng chí tiếp theo nên thực hiện nội dung. Đồng chí nào xung phong? Lần. Mời đồng chí Thạch. Mời đồng chí Hòa. Đồng chí chọn tôi làm thương binh không? Hai đồng chí chọn đồng chí thương binh phục vụ. Báo cáo đồng chí là tôi muốn chọn đồng chí Ngọc ạ. Đồng chí Ngọc. Có. Báo cáo đồng chí tôi chọn đồng chí Độ ạ. Hai đồng chí đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tình huống xây dựng như sau: hai đồng chí đóng vai lực lượng chiến sĩ quân y cơ động trên chiến trường, gặp hai đồng chí bị thương. Hết tình huống, bắt đầu thực hiện. Ủa? Thông thả quá. Báo cáo đồng chí, có thương binh. Đồng chí bị sao vậy ạ? Đồng chí bị sao vậy ạ? Đồng chí đang thực hiện công tác ở đâu ạ? À, không phải tay kia. Không, đồng chí đang thực hiện công tác ở đâu? Đồng chí có thể. Đồng chí Độ. Đồng chí bình tĩnh ạ, tôi sẽ giúp đỡ đồng chí ạ. Đồng chí bị đau ở đây ạ? À, tôi bị bắn vào tay đau quá. Lòng bàn tay, bắn vào lòng bàn tay. Thủng một lỗ đây không nhìn thấy à bác sĩ. Đau quá. Đồng chí cố gắng nhá. Đang cố lắm rồi đây này. Tôi sẽ giúp đồng chí quên đau bằng cách đồng chí hãy hát một bài hát đi ạ. Ok hả? Đồng chí ơi, hát một bài hát đi để tôi biết là đồng chí còn đang tỉnh ạ. Không, tôi sợ tôi hát bài hát bây giờ ảnh hưởng đến thương binh bên cạnh. Đồng chí bình tĩnh ạ. Đồng chí có mệt mỏi ạ? Có cảm thấy trong người khó chịu gì không ạ? Tôi chỉ đau thôi. Rồi, tôi sẽ giúp đỡ đồng chí cố gắng lên. Bình tĩnh ạ, bình tĩnh đi ạ.
Hít đều ạ. Hít vào ạ. Thở ra. Hít vào ạ. Thở ra. Rồi ạ, được rồi ạ. Yên tâm, tôi sẽ giúp đồng chí. Tay nghề chuyên môn của tôi rất cao, yên tâm đi ạ. Đồng chí ơi, đồng chí quấn sai rồi. Đồng chí quấn sai rồi. Đồng chí quấn một vòng đầu tiên đằng trước đã. Quấn một vòng quanh lòng bàn tay đằng trước 1/3. Tôi biết ạ, đây là chuyên môn của tôi ạ. Ôi trời ơi, chuyên môn sai rồi. Đồng chí ơi, có đảm bảo vết thương không? Đồng chí ơi. Đồng chí phải tin tưởng vào tôi. Tôi đã làm cái nghề này 10 năm rồi ạ. 10 năm sao vẫn băng sai? Đau quá. Đồng chí bình tĩnh nha. Tôi nhìn không bình tĩnh được đồng chí ạ. Đồng chí ơi, đoạn trước lòi hơi nhiều. Không sao, nó sẽ được giấu vào trong hết. Đồng chí, hát một bài hát đi ạ. Ôi thôi, đau lắm làm sao hát được. Ngoài đồng chí ra còn ai đang thực hiện nhiệm vụ với đồng chí không? Đông lắm, tôi không biết, tôi vừa vào cái người ta bắn vào tay tôi luôn. Tại sao lại bắn vào tay à? Tại sao không bắn vào chỗ khác ạ? À? Tại vì người ta bắn tôi lấy tay lên đỡ, tôi bị sai động tác. Tại sao đồng chí học hành ở đâu mà lại lấy tay đỡ đạn ạ? À? Thì băng thì đồng chí cứ hỏi, đau lắm rồi. Đồng chí có muốn tôi ngồi hỏi han đồng chí đến hết tối không? Ví dụ như thế ạ. Cuốn cái cục đó lại chút ơi, cuốn cục đó lại, sát luôn, sát luôn.